Chào cả nhà trở lại. Cha mẹ học thiện, dạy trẻ người thiện. Ngày ngày gần yêu ma sẽ thành yêu ma, ngày ngày nghĩ thiện gần người thiện sẽ thành người thiện. Học kinh thập thiện để phân biệt được thiện và ác. Đề mục này dạy trẻ người thiện này khải toàn y theo kinh thập thiện nghiệp đạo, chú giải cho phù hợp trẻ em của chúng ta, giúp trẻ hiện tại và mai sau thành người thiện. Trẻ có thiện hay không còn tùy vào mệnh của chúng, vì một người sinh ra vốn có sẵn họa phước trong sinh thần bát tự. Tuy nhiên cha mẹ và gia đình chính là tăng thượng duyên cho chúng, thêm duyên thiện cho chúng trong giai đoạn đầu đời. Cha mẹ nếu không học kinh là điều hạn chế thiếu sót, vì tri thức và kinh nghiệm sống của dân gian bị giới hạn. Giả dụ em hỏi chư vị, phân biệt ngắn gọn giữa thiện và ác, chư vị khó giảng trạch rõ ý này. Người học kinh có góc nhìn đa chiều, lời dạy trong kinh không bị giới hạn bởi tri thức. Lời kinh chứa đựng trí tuệ bát nhã, cái trí tuệ 3.000 năm vượt xa tri thức vài mươi năm sống của chúng ta. Vì thế, môn học nào cũng cần phương pháp, học làm người thiện cũng thế. Đọc sách thánh hiền, đọc chú giải kinh, nghe giảng kinh, tự tâm tư duy, sửa đổi là phương pháp giúp mình thành người thiện. Như thế nào là mười thiện dạy trẻ? Không trộm đồ sẽ quý trọng công bằng, không giết hại quý sinh mạng, không lãng phí quý tài nguyên, không nói dối quý chân thật, không thô tục kính trọng mình, không nói lời chia rẽ quý đoàn kết, không nói trao chuốt được kính trọng, không nóng giận quý an vui, không tham lam được giáo dưỡng, và không ngu si là người có trí tuệ. Khải Toàn diễn giải 10 thiện dạy trẻ y theo kinh thập thiện nghiệp đạo do Phật thuyết. Giữ ngũ giới là dành cho người quy y, thập thiện là Phật khuyến thiện, khuyến tấn cho tất cả chúng sinh. Người tại gia hay xuất gia, từ phàm phu đến Bồ Tát, y theo thập thiện mà lập cước. Khải Toàn xin sơ lược 10 thiện trong kinh thập thiện. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không tà hạnh. 4. Không nói dối. 5. Không nói hai lưỡi. 6. Không nói lời hung dữ. 7. Không nói lời trao chuốt. 8. Không tham dục. 9. Không sân giận. 10. Không tà kiến. 1. Không sát sanh. Ai cũng quý trọng mạng sống của mình, không ai muốn bị tổn hại. Người không sát sanh là tu pháp vô ý, được phước thọ mạng. 2. Không trộm cướp. Ai cũng quý tài sản của mình, ngay cả lấy đồ người khác khi họ chưa đồng ý cũng là phạm tội trộm cướp. Người không trộm đồ của người khác được phước không bị tước đoạt của cải. 3. Không tà hạnh. Ai cũng quý tình cảm gia đạo của mình, không muốn bị dòm ngó xâm phạm. Giữ trọn tình cảm của gia đình mình, không tà ý hành động với người bên ngoài, được phước tình cảm vẹn tròn. 4. Không nói dối. Ai cũng muốn sự chân thật, không muốn bị gạt. Người không dối gạt người được tin tưởng. Nếu nói dối vì tình yêu thương có lợi cho người có thể chấp nhận được, ví như nhường phần tốt cho người khác. Ngược lại, nếu nói thật mà gây hại cho người là ác, không phải là thiện. Vì vậy, học kinh cần tư duy quán xét. 5. Không nói hai lưỡi. Ai cũng quý sự đoàn kết, không ai muốn bị chia rẽ hiểu nhầm. Người không nói hai lưỡi chia rẽ người khác, được phước quý nhân giúp đỡ, mọi người đồng lòng. 6. Không nói lời hung dữ. Lời dữ, lời thô ác, từ ý, từ miệng mình mà ra, rồi lại đến tai người khác. Không nói lời hung dữ, được phước nghe lời thiện. 7. Không nói lời trao chuốt, lời bóng bẩy. Không ai muốn bị gạt, đưa vào đường tội lỗi. Người nói lời bóng bẩy, trao chuốt hại người, lợi mình sẽ gặp người hại. Không nói lời trao chuốt, lợi mình hại người, được phước người tin tưởng, lời nói uy tín giá trị. 8. Không tham dục. Tham là cội nguồn của mọi khổ đau. Tham vật không phải của mình, tham thứ ngoài khả năng của mình, tham yêu thương, tham quyền chăm sóc người thân, tất thảy là tham. Người không tham dục, bao hàm cả ái dục và sắc dục, được phước an vui, vì Phật dạy, thiểu dục chi túc, biết đủ là vui.
9. Không sân giận. Không ai hạnh phúc lại sân giận, vì sân giận không kiểm soát sẽ không còn bình an. Muốn an thì phải bình, muốn bình phải hòa, hòa bình với hoàn cảnh và vật người xung quanh. Muốn hòa thì tâm không sân giận, vì tâm sân giận mất kiểm soát dẫn đến mọi khổ nạn. Người không sân giận kiểm soát thân ngữ ý được phước bình an. 10. Không tà kiến. Tà kiến là cái thấy lệch lạc, không thấy lẽ thật, từ tâm si mê vọng tưởng mà ra. Chính vì không thấy lẽ thật, duyên theo ngũ dục, sanh ra tham, tham tài, tham danh, tham ái, tham quyền được yêu thương ai đó, tham chấp ngã. Tham không được như ý sẽ sân giận mất kiểm soát sẽ nói lời tổn người, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói dối, tạo bao khẩu nghiệp gây nên oán, và có thể dẫn đến hành động ở thân. Để là người trí, không tà kiến, cần nghe kinh, duyên theo lời kinh tu sửa hành vi. Người trí không tạo oán, phước báo là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh trí huệ hiện tiền. Trên là tóm tắt 10 nghiệp trong thập thiện nghiệp đạo. Khải toàn sơ lược xin chư vị quán xét để tu sửa mình thành người thiện, giáo dưỡng con cháu thành người thiện. Chư vị sơ học, hãy xem kinh Phật là triết học, là giáo dục nhân quả. Dạy trẻ 10 thiện. Bản thân em dành nhiều tâm tư cho thế hệ mai sau, cho con em chúng ta, mong một xã hội an hòa và phát triển dựa trên giáo dục chân thiện. Mỗi dịp Khải Toàn có cơ hội gặp người thiện có sự ảnh hưởng trong xã hội hoặc những vị làm về giáo dục, Khải Toàn luôn đề cập đến vấn đề giáo dục nhân quả, vì đây là phương tiện thiện xảo cho gia đình an hòa, xã hội an vui. Sau đây là 10 thiện dành cho trẻ. Khải Toàn đã chỉnh lý và trình bày cho trẻ nhỏ có thể hiểu, vẫn y theo kinh thập thiện nghiệp đạo. Số 1. Không trộm đồ là trọng công bằng. Sự sống luôn công bằng khi ta là người tốt, luôn bất công khi ta là người xấu. Bản thân ta không muốn người khác lấy trộm đồ của ta, thì người khác cũng không muốn ta lấy đồ của họ. Lấy đồ khi chưa được sự đồng ý của người khác cũng là tội trộm cắp. Không trộm đồ lại còn biết bố thí giúp gia đình và bạn bè là người thiện. Từ bé tránh xa hành động trộm cướp, đi học và khi trưởng thành sẽ thành người thiện, không bị mất của cải. 2. Không giết hại là quý sinh mạng. Ai cũng quý trọng sinh mạng của mình, chính bản thân ta không muốn bị người khác có hành động tổn thương thân thể, thì ta cũng không nên dùng hành động bạo lực đến người. Những con vật cũng thế, chúng cũng yêu quý sinh mạng của chúng vì chúng có linh hồn, ta không nên giết hại chúng, dù từ hành động cho đến trong suy nghĩ. Không giết hại lại biết giúp người giúp vật khi hoạn nạn, tính mạng mình an ổn. Từ bé tránh giết hại muôn loài, đi học và khi trưởng thành sẽ là người nhân ái. 3. Không lãng phí là quý tài nguyên. Những vật dụng hàng ngày, từ đồ vật, cặp sách, điện nước, cơm canh, tất cả từ công sức của cha mẹ và gia đình làm vất vả có được. Nếu ta hoang phí, họ sẽ càng vất vả. Ngoài xã hội hay nhà trường cũng như thế, tất cả vật sử dụng của chúng ta đều từ công sức của ai đó, nếu lãng phí sẽ gây tội. Tài nguyên trên trái đất rất có hạn, sức khỏe cha mẹ làm việc kiếm tiền cũng có hạn. Vì thế hãy biết tiết kiệm là cách trân quý cha mẹ và hành tinh này. Không lãng phí lại biết tiết kiệm quý công sức cha mẹ, sẽ có đủ thức ăn thức uống. Từ bé không lãng phí tài nguyên, khi trưởng thành sẽ là người sung túc. Số 4. Không nói dối quý chân thật. Nói lời chân thành đúng sự thật giúp người tin tưởng, vì ai cũng muốn người khác chân thật với mình, không muốn mình bị lừa dối. Lời nói dối có thể tạm chấp nhận là lời nói dối không hại người mà mang lòng yêu thương. Ví dụ mình đang đói mà thấy ba mẹ anh chị thích món ăn ấy, mình có thể nói con no rồi. Nói như thế có thể chấp nhận được vì hành động cao cả này có lợi cho người. Trong cuộc sống, đôi lúc cha mẹ có nói dối mình cũng vì thương con.
vì đó là lời nói dối vì tình yêu thương không gây hại ai hết. Không nói dối lại biết nói chân thật, không bị người dối gạt. Từ bé không nói dối hại người, đi học và khi trưởng thành sẽ là người ngay thẳng, gặp người chân thành. Số 5. Không thô tục là kính trọng mình. Người nói lời thô tục là tự làm miệng mình không thơm tho, từ miệng của mình làm dơ bẩn tai và tâm của người khác. Khi ăn, lựa thức ăn ngon. Khi nói, nên lựa lời nói hòa nhã để nói. Nói và bình luận trên mạng xã hội cũng như thế, không nên nói lời thô tục, khiếm nhã, tự làm mình kém đi. Không nói lời thô tục, lại biết nói lời hòa nhã là kính mình, kính người. Từ bé không nói thô tục, đi học và khi trưởng thành sẽ là người nói hòa nhã dễ mến. Số 6. Không nói chia rẽ là quý đoàn kết. Mình không muốn bị chia rẽ với người thân, người khác cũng như thế. Không ai muốn bị hiểu nhầm và chia rẽ. Giả dụ mình nói với bạn A là bạn B ghét bạn, rồi qua nói với bạn B là bạn A không ưa bạn. Lời nói như thế là lời nói hai chiều gây mâu thuẫn. Mình chọn lựa lời nói gắn kết nhất khi có thể, vì sự đoàn kết là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Không nói chia rẽ lại biết nói lời đoàn kết, không bị người chia rẽ. Từ bé tránh nói chia rẽ, đi học và khi trưởng thành được nhiều người yêu thương giúp đỡ. Số 7. Không nói trao chuốt, được kính trọng. Không nói hại người có lợi mình, nói lời bóng bẩy không trung thực để lừa người, hoặc nói cho họ mê thích dẫn họ phạm lỗi. Giả dụ nói với bạn, làm bài tập giúp tớ, tớ sẽ nói tốt với bạn, với ba mẹ bạn, bạn sẽ được thưởng. Đồng thời cũng không nên mắng chửi. Ông bà có câu, mắng nhiều miệng chẳng thơm tho gì, lòng thêm oán giận không còn bình an. Không nói trao chuốt hại người, lại biết nói chân thành, khích lệ, tán dương, được người tin tưởng. Từ bé không nói trao chuốt, bóng bẩy, đi học và khi trưởng thành, được mọi người tin tưởng và kính trọng. 8. Không nóng giận là quý an vui. Ai cũng có lúc nóng giận, nhưng từ nóng giận nhỏ mất kiểm soát sẽ thành nóng giận lớn. Nóng giận mất kiểm soát là họa. Nóng giận mất khôn, người khôn không nóng giận. Khi ta nóng giận mất kiểm soát hành vi, lời nói và hành động tiếp theo có thể gây hậu quả lâu dài, không thể xóa bỏ. Giả dụ chỉ vì hiểu nhầm cha mẹ, ta có thể nóng giận, lời nói gây tổn thương họ. Người tổn thương là chính cha mẹ của mình. Với cha mẹ có thể vì tình yêu thương mà không để bụng, nhưng bạn bè người ngoài thì khác. Họ lưu mãi lời nói thô ác ấy rất lâu sau, thậm chí không tha thứ cho ta chỉ vì một phút ta nóng giận. Mặt khác, nếu ai đó đang giận nói lời khó nghe với ta, ta đủ bình tĩnh sẽ nhận ra họ đang là người đáng thương, đang là người đau khổ. Không có một chút an vui nào cả, từ gương mặt ánh mắt đầy lòng sân giận. Hãy tự nhắc mình không được nóng giận mất kiểm soát. Khi cơn giận chuẩn bị dâng lên, chỉ cần nhắm mắt, hít thở thật sâu 3 hơi, cơn giận sẽ tan biến 7-8 phần. Nếu luyện tập hít thở sâu thường xuyên, khi ấy cơn giận sẽ tan biến hoàn toàn. Không nóng giận mất kiểm soát lại biết bình tĩnh và sáng suốt, lại cảm thông, không gây tội oán. Từ bé biết kiềm chế cơn giận, đi học và khi trưởng thành sẽ là người an vui. 9. Không tham lam là được giáo dưỡng. Mình muốn thứ không phải của mình là tham. Mình muốn có nhiều hơn nhu cầu của mình là tham. Ví dụ mỗi bạn đi học chỉ cần một vài cây bút, lớn hơn thì có một chiếc điện thoại. Thấy bạn khoe bạn có nhiều viết đẹp, bạn có nhiều điện thoại đời mới, thế là ta cũng muốn có. Khi tâm trí ta muốn có thứ không phải của ta, thứ ngoài khả năng của cha mẹ ta, và không kiềm chế được con ma tham này, ta sẽ nghĩ cách xấu xa để có được, sẽ gây hại đến gia đình và người khác. Xa hơn nữa là tham những cuộc vui của người lớn, ngoài độ tuổi của trẻ nhỏ còn đi học. Đó là con đường dẫn đến tệ nạn cho xã hội, gây đau khổ cho gia đình
gây tổn hại cho người bị hại và chính quyền phải cử người đi xử lý. Vì thế, tập không tham thứ không phải của mình, không tham thứ ngoài khả năng của cha mẹ, không tham thứ ngoài nhu cầu của bản thân mình sẽ giúp gia đình an vui, giúp cha mẹ an ổn đi làm ăn kiếm tiền và có thêm thời giờ dạy bảo chúng ta. Không tham lam lại biết cho đi, biết bố thí, có được của cải và không bị mất vật mình yêu quý. Từ bé không tham lam, khi đi học và trưởng thành, được mọi người tin tưởng và sau này có cuộc sống sung túc. Số 10. Không ngu si là người có trí tuệ. Ngu si trong kinh sách diễn giải là không thấy lẽ thật, không nhận biết sự thật. Vì ngu si mê mờ không có trí tuệ, hay trí khôn chưa trưởng thành làm ta tham. Chính từ cái tham mà ra, tham không được, ta muốn lấy của người khác. Tham lam không có được hoặc mất đi thứ ta yêu thích, dẫn đến ta nóng giận mất khôn. Trong lúc nóng giận, ta nói dối, nói lời thô ác, nói lời hai lưỡi, nói lời hại người lợi mình. Cho dù tham lam để có được thứ ta muốn, ta cũng dễ dàng mất đi vì không phải chính từ công sức chính đáng nên ta không trân quý. Và khi đó ta lại phạm tội, phạm đến pháp luật. Tham lam để có được thứ không phải của mình là phạm pháp, là phạm tội. Vì tham lam dẫn đến hiếu thắng, hơn thua, giành giật và phạm tội. Tham thứ mình không có đã gây tội, tham thứ mình vừa mất càng đáng trách. Giả dụ một bạn trong lớp mượn đồ vật tốt của mình và làm mất. Nếu vì lòng tham, mình sẽ tiếc món đó, mình sẽ mất luôn thời gian còn lại, mất luôn sự an vui trong tâm hồn. Mình mang tâm trạng ấy về nhà, mất luôn sự an hòa trong gia đình, cũng chỉ vì tâm ta tham. Tập không ngu si lại biết học tập tư duy, nghe cha mẹ dạy bảo, sẽ không lỗi lầm nghiêm trọng. Để tránh ngu si không thấy lẽ thật, ta tránh cái tâm tham của mình bằng tư duy, vật của mình sẽ là của mình, biết đủ sẽ an vui. Nhẫn nhục, chân thành, bao dung là phẩm chất người có trí tuệ. Khải Toàn nêu chủ đề dạy trẻ 10 thiện. 10 điều này không phải bản thân em chế ra, em y theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Em biên soạn phù hợp hoàn cảnh người Việt chúng ta, mong muốn xã hội tương lai được tốt đẹp. Mỗi gia đình chúng ta học và hành 10 thiện. Con trẻ chúng ta mỗi tháng ôn lại 10 thiện. Trong tương lai sẽ là gia đình thiện. Người thiện sẽ gặp người thiện và việc thiện là lẽ tự nhiên. Những vị cha mẹ sống theo 10 thiện ấy là nền tảng, là tấm gương để con cháu noi theo cho xã hội hiện tại và tương lai tốt đẹp. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.